Rồi thì video hôm nay là video chủ đề phân tích, mà cũng phân tích cho vui thôi mấy anh em ạ. Thì câu chuyện thì ngày hôm nay thì Vinagame thì có nhá thông tin Google 4 này nó sẽ xuất hiện ngày 20. Thì bây giờ chúng ta sẽ dự đoán Google 4 này nó sẽ là ra mắt dưới dạng gì. Thì chúng ta có 3 phiếu bầu, thì 3 cái dự đoán với 3 phiếu bầu 3 cái dự đoán. Thì dự đoán đầu tiên thì như bình thường nhất là Google 4 này nó sẽ ra bằng giấy đen. Nhưng mà ra giấy đen á thì ra vào lúc 5 giờ sáng. Thì nhưng mà đợt này nó ra lúc trưa. Và nó ra có từ ngày 10 tới ngày 30, từ 20 tới 31 và có 11 ngày à. Thế ra như gì cũng kỳ, đó là dự đoán đầu tiên. Cái thứ hai nữa là G4 này nó sẽ vô vòng quay. Mà nếu như mà vô vòng quay thì cũng chưa bao giờ có tiền lệ vòng quay 11 ngày mà cũng vòng quay gần cuối tháng như thế này. Thường vòng quay nó sẽ là 1 tháng rưỡi. Đấy, thường vòng quay nó sẽ là 1 tháng rưỡi. Cái sự kiện thứ ba thì có thể là Confobo G4 này nó là free. Còn thêm cái thứ tư đi thì nó là sự kiện web. Thì cái khả năng cao thì con G4 này free sẽ rất cao. Tại vì vé điên á thì mới xong Boros rồi mà 31 rồi qua ngày 1 rồi tướng mới nữa thì 4 con vé điên liên tiếp thì hơi kỳ. Hoặc là có thể con G4 này nó dưới dạng là nửa free nửa mua. Free là có nghĩa là như con thằng lợn á, là mấy ông là free có nghĩa là mấy ông theo kiểu là free dạng in game. Nghĩa là free cho mấy ông hai viên đá, còn lại ba cái hộp mấy ông tự mua. Đấy, thì trong in game như sự kiện con thằng lợn, tôi nghĩ nó sẽ giống sự kiện con thằng lợn hơn. Giờ mấy anh em ngồi suy nghĩ khi mà ra như thế này thì sẽ ảnh hưởng gì? Đầu tiên, về trường hợp đầu tiên nếu như mà nó ra đá đi, nếu như mà nó quay bằng giấy đen thì không có thể nào. Mày mới quay Sonic xong, rồi mới quay Boros nữa xong rồi ra con G4 này quay bằng giấy đen tiếp, mà đầu tháng quay con sủi nữa thì không thể nào mà quay bằng giấy đen được. Thì chúng ta loại bỏ trường hợp đầu tiên là trường hợp giấy đen. Rồi, trường hợp thứ hai dòng quay ok nó ra thì hốt thôi, loại bỏ luôn. Bây giờ trường hợp dòng quay mình bỏ qua luôn. Bây giờ mình tính tới trường hợp là free hoặc là sự kiện. Thì từ đó đến giờ với sự hào phóng của Vinagame thì tôi không biết là tôi nghĩ là con G4 này không bao giờ free được. Tại một con G4 này là một con rất là lỗi. G4 này là một con rất là lỗi. Mà nếu như nó free thì thực sự server Việt Nam sẽ là vua của mọi server. Nếu như con G4 này nó mà free thì tôi nói luôn, mẹ server Việt Nam, tôi nói server Việt Nam một lượng người chơi từ Thái Lan, Lào, Campuchia, Indo, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, châu Úc, châu Mỹ, châu Âu gì sẽ giờ server Việt Nam chơi hết. Tại con G4 này nó free thì server Việt Nam là gọi là vua của mọi server. Đấy, nhưng mà để mà nó vô free thì thực sự rất khó. Vậy trường hợp free nó là một trường hợp gọi là khó có khả năng diễn ra. Thì trường hợp thứ hai của dạng free là free giống như sự kiện con thằng lợn nha, có thể là sự kiện giống như con thằng lợn, có nghĩa là mấy ông cày sự kiện là có thể cho mấy ông hai viên đá. Bố mày ban phát lòng thương, bố mày cho tụi mày hai viên đá, rồi còn lại hai viên đá còn lại tụi mày mua trong in game với giá bao nhiêu kim cương đó. Ví dụ như đá thường ngày xưa là bán 3.500 đúng không, bây giờ bán 7.500 kim cương viên đó, bán 7.500 kim cương viên, rồi cái hồn hai cái hồn, mỗi cái hồn thì 1.500, bán lẻ 1.500, cái sau bán 3.000.000, bán hai cái đấy. Đó là cái cách mà để ra con G4. Mà nếu như con G4 này mà ra theo dạng sự kiện đó thì anh em nông dân sẽ rất là khỏe. Tại vì ra anh em nông dân thì mặc dù không có một tháng tích vé nhưng mà bú được hai viên đá đỏ free đó. Trường hợp là như vậy, nhưng mà để ăn đồ free á, thường á đồ cúng á thì lại đồ không ngon, đồ free á thì lại đồ không giòn. Thì cho nên là con G4 này tôi nghĩ nó no hấp. Hoặc là như sự kiện mấy anh em nói là sự kiện giống như sự kiện của đợt Tết, là sự kiện nạp tích lũy gọi là Phật Motion đó. Thì mấy anh em nạp theo kiểu Phật Motion thì nạp với Phật Motion thì tôi nói với mấy anh em, nạp cái đó là biển. Nên nạp cái đó nó là gacha, nó là hên xui cho nên là biển. Thì nếu như mà nạp Phục Motion thì cái mức rủi ro con G4 này mấy anh em ăn 10 củ thì rất là chua. Cho nên thì chúng ta sẽ có khả năng là con G4 này sẽ đi bụi nha, đi bụi. Nói chung là việc con G4 này nó ra thì chờ ngày 20, mình dưới đây là mức ở mức dự đoán. Nhưng nếu như con G4 này mà nằm trên sự kiện web bay hoặc sự kiện Phục Motion thì chắc chắn nó sẽ gần tầm 10 củ. Thì nếu như mà 10 củ sẽ có chip son, chip new blue lấy thôi, chứ còn lại thì tôi nghĩ kể cả một người đầu tư mà có tài chính nó phê pha đi chăng nữa thì con G4 này là một sự lựa chọn của người ta không cần thiết nha, để mà lấy theo kiểu như gì được, tại vì nó không mạnh. Nếu như mà những con mạnh ví dụ OG chày hay Siriu người ta còn sẵn sàng người ta bỏ ra. Chứ nếu như mà 10 triệu nha, để mà mấy anh em quay tướng dưới đèn á thì mấy anh em quay được hai con ở Watch Gen 2 nha, quay được hai con ở Watch, ba con ở Watch Gen 2 luôn, thiệt ra.
Cho nên là con G4 này chúng ta sẽ có nhiều dự đoán để nó ra mắt. Nhưng tôi nghĩ là trong hai trường hợp là trường hợp dòng quay với lại trường hợp giấy đen thì loại bỏ rồi. Thì những trường hợp còn lại thì chờ thôi. Tại vì nó ra ngày buổi trưa mấy em, mà thường nó ra buổi trưa á. Thường nó ra buổi trưa thì nó ra sự kiện web nha. Thường nó ra buổi trưa á là sự kiện web. Chứ còn nếu như bây giờ mình loại trừ đi, thường nếu như mà 5 giờ sáng cho con tướng nó 5 giờ sáng, một là quay bằng giấy đen nè, sự kiện vòng quay nè, rồi sự kiện in game nè, là nó cập nhật lúc 5 giờ sáng. Còn nhưng mà nó không, nó sự kiện nó mở lúc không không mở lúc 5 giờ sáng á, mà ra lúc giữa trưa á, thì chỉ có sự kiện web thôi nha. Thường là sự kiện web hoặc là sự kiện nạp hoặc motion, thì tôi nghĩ khả năng cao là nó sẽ nằm ở trên web hoặc là nằm ở trên trang bay chấm vinh, hoặc là mua thẳng luôn mấy anh em. Nó bán cho 4 viên đá mỗi viên 1 triệu. Nó bán 7 viên mỗi viên 1 triệu, rồi bán cái hồn 2 triệu, ai mua mua. Đấy. Cho nên là cái này nhiều G4 này mình sẽ có rất nhiều dự đoán của con G4 này. Và con G4 này có mạnh hay không thì đương nhiên rồi, con G4 này nó tăng đam DOT rồi mấy anh em nào chơi đam DOT, mê đam DOT thì con G4 này là vô địch nha. Nó hỗ trợ đam DOT cực kỳ mạnh. Đấy. Đấy thì nói chung là đợt này không, anh đâu đơn giản đâu, bây giờ nuôi sao giờ nuôi dễ mà. Trời ơi bây giờ nuôi đúng dễ luôn á. Bây giờ quay con tướng xong đúng không? Quay con tướng là quách trình 2 xong là 4 sao đúng không? Nạp thêm 600 ngàn nữa, lấy cái gói 10 mảnh nữa là xong mẹ luôn 5 sao vàng rồi. Giờ đâu còn nuôi 5 sao vàng thôi đủ rồi, đâu còn nuôi 5 sao tím đâu. Trời ơi bây giờ nuôi 5 sao vàng nhanh lắm, nạp vô mua 10 gói sơn cái xong. Bạn thiếu cái gì? Bạn khó khăn ư? Đã có Winner Game. Chúng tôi sẽ cho bạn những dịch vụ ưu đãi ở trên WebPay. Nạp giá cực hơi, chiết khấu, không có chiết khấu. Chúng ta sẽ thanh toán cực nhanh qua Zalo Pay, hoặc các bạn thanh toán nhanh khi liên kết với các ví Momo. Đấy, ví ngân hàng, SMS banking, đấy, cái kiểu mấy anh em chỉ cần quẹt là có thôi. Nên là chúng ta không có cần mà suy nghĩ về cái việc lấy nhiều tướng mà đang không kịp. Đấy. Rồi, bây giờ gì nữa mấy anh em, bây giờ gì nữa mấy anh em ẩu nữa. Đó là mình giới thiệu dịch vụ. Đấy, đó là câu chuyện con G4. Rồi bây giờ sau khi mà con G4 ra, mình sẽ nói tiếp vấn đề gì. Thì nếu như con G4 ra mắt rồi thì server Việt Nam chỉ là 4 con đã xong luôn trong vòng 2 tháng mà xong 4 con UR. Thì xong 4 con UR thì con tiếp theo sẽ xuất hiện sẽ là con Siriu và con Bơm. Nghe con Siriu và con Bơm. Thì Siriu Bơm chạy. Thì nếu như mà server Việt Nam đẩy con chày lên trước, nếu như mà server Việt Nam mình đẩy con chày lên trước con Siriu thì mấy thằng nông dân, mấy thằng nào phải mấy thằng nông dân, mà mấy thằng mà đam mê con Siriu chỉ có chết. Tôi nói luôn, con chày này là một phiên bản của con, gọi là con chày này là một phiên bản con chày biết cầm kiếm. Đây xin giới thiệu con chày biết cầm kiếm. Như mấy anh em chưa biết con chày biết cầm kiếm đúng không? Đây xin giới thiệu với anh em một con chày biết cầm kiếm. Đây là con chày phiên bản ở Việt Nam đang sử dụng nha. Đang sử dụng một phiên bản con chày biết cầm kiếm, nhưng với điều kiện với anh em phải có Coverot. Còn mấy anh em nào không có Coverot thì nó cũng chỉ là chày thôi, nó cũng chỉ một đấm là chết nha. Nó chỉ gặp vẫn bị ăn đam chết nha. Còn con Sam này nó khác nha. Đây mới thực sự là con chày UR nha. Đây là con chày UR trong cái danh nghĩa là cầm cái kiếm nha. Đấy. Rồi tiếp theo con bơm ra. Con bơm này thì bình thường mấy anh em, con bơm này đẩy sớm không quan trọng. Con bơm này nó không quan trọng, con bơm này vui vẻ thôi. Con bơm này là vui vẻ, ai muốn vui vẻ thì vui vẻ với ông già. Đó, con bơm này là vui vẻ mấy anh em. Nhưng quan trọng là con Siriu này. Nếu như con Siriu này mà ra vào đầu tháng 6 thì sẽ là tuyệt vời ông mặt trời nha. Con Siriu này nếu như mà nó ra vào đầu tháng 6 sẽ là một sự tuyệt vời, cứu vớt lại cho mấy anh em nào mà đang chơi mấy anh em thiếu gọi là DPS ATK chủ lực, thì con Siriu này thật là tuyệt vời. Chỉ cần mấy anh em đầu tư 180 ví đen và 70 ví siêu kỹ thì mấy anh em sẽ có một con tướng chủ lực cực kỳ mạnh. Nha, nó giống như con chày ngày xưa vậy. Con Siriu này giống như con chày đó là cộng ngày xưa vậy. Cứ quýnh hai bên là chỉ còn lại hai con Siriu đá nhau thôi nha. Đấy cho nên là con Siriu này nếu như mà nó ra đúng form, nó ra ngay đầu tháng 6 thì ngon. Rồi tiếp theo thì Siriu xong tới Bơm. Wow, mấy Siriu mà tới Bơm luôn thì nhức cái nách. Rồi chày kinh rồi combo sau. Đấy mấy anh em mới chơi. Đó thì còn lại chúng ta còn lại những con nào chày một nè. Một là Siriu. Siriu xong Siriu nè, Bơm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 thì nếu như mà ra con chày, ra con chày trước Siriu thì con chày này chơi hết năm. Con chày này chơi bất tử luôn. Nếu như mà con chày ra trước Siriu thì con chày này sẽ phiên bản con Sam SR cộng thứ hai.
Mà nếu như ra con King UG, hoài mẹ, nếu như mà tôi đi họp tôi sẽ đề xuất luôn. Tôi sẽ viết một cái tờ giấy đề xuất nha, tôi sẽ đề xuất một cái tờ giấy là ra con King UG này sớm. Hoài mẹ con King UG này mà nó mà ra 1 tháng 6 thì Hi Han sẽ là người vui nhất. Rồi mẹ con King này mà nó ra tháng 6 rồi, rồi mẹ nó sướng. Trời ơi. Má tuyệt vời khi mà chúng ta có King bên cạnh. Má con King này, tôi nói con King này mà nó ra tháng 6 thôi, mẹ con King này chơi bao đã luôn thiệt. Mẹ thích chơi con King này vãi luôn, mẹ ra mẹ con King đi cho tôi chơi con King. Đấy. Rồi còn lại là tôi nghĩ là sẽ ra Siriu đó. Khả năng cao là 99% là sẽ ra Siriu, tại vì nó nằm trong combo 4 tướng đầu UG. Nghe 4 tướng đầu trong thế hệ UG cho nên là khả năng cao sẽ ra Siriu, nhưng mà thực sự là tôi thích con King nhiều hơn. Má con King này chơi đã lắm mấy ông à, thiệt con King này chơi đã lắm. Cuộc đời có hai con mà mấy ông phải trải nghiệm. Trong con game này đầu tiên là con cá cha. Đây. Con cá cha này là một trong những con mà chơi vui nhất, mà sau này hồi đó tôi nghĩ con cá cha này nó đã là vui nhất rồi, không. Mẹ sau này tôi phát hiện ra còn một con còn vui hơn cả con cá cha nữa là con này. Mẹ tôi nói con này ông, con này mấy ông chơi về á. Má con King này mà đi với mấy con Buri hay là đi với con Phượng à, đi với mấy con mà chi kích khống chế mấy ông cừu bò luôn thiệt. Mấy ông chơi con King này vui lắm. Đấy cho nên là nếu như mà ra con King này thì thực sự tuyệt vời, tuyệt vời. Vào tháng 6 nhưng mà thôi để cho game nó công bằng thì cân bằng lại nó bình ổn lại thì ra con CPU là hợp lý. Thì chúng ta sẽ có 90% là CPU, còn lại là những biến số khác. Đấy. Rồi ok vậy thôi, đó là cái meta ở phía sau nó có thể thay đổi. Còn mà cái việc mà ra con heal fire này thì nãy tôi phân tích rồi, con heal fire này cực kỳ khó chịu nha. Heal fire này khó chịu, còn cái meta này con heal fire này ra là để chơi sụp đổ nè. Ra con heal fire để chơi sụp đổ nha, nghe con heal fire này để chơi sụp đổ nha, nhưng mà cái này thì còn xa, cái này thì Silver City tính, còn Silver Việt Nam thì sẽ chọn. Silver Việt Nam tôi nói như này luôn đơn giản, mẹ Silver Việt Nam bây giờ chơi con nào cũng mạnh nha. Silver Việt Nam chơi con nào cũng mạnh. Đấy. Chơi con Sam làm đâm chính luôn, trời mẹ chơi Sam làm đâm chính thì có Minh Đức thôi, chứ con Sam này tôi không chịu. Con Sam này làm đâm chính không được. Con Sam này không có làm carry chính được, con Sam này cái vai trò nó là vai trò hỗ trợ mà đâu làm đâm chính được đâu. Đâm chính mà cái lượng đam nó chiếm đẹp đẹp đó. Con Sam này để mà làm đâm chính đó nha. Để mà nuôi con Sam này làm đâm chính đó, thì đầu tiên mấy anh em đi hỏi Minh Đức đúng không? Rồi xong rồi mấy anh em đi hỏi Khánh Vũ. Còn mà nếu mà để con Sam này nuôi mà để làm đâm chính á, thì mấy anh em tôi giới thiệu cho mấy anh em một người có thể nuôi con Sam này làm đâm chính. Là cái thằng nuôi con Sam 7 sao vàng 320 triệu lượt chiến server mới bên server chung ở server 709. Top 1 server 709 á. 250 triệu hay là 250 hay là 208 á. Nó chơi con Sam 7 sao vàng 5 sao tím thì có thể gánh được, cái con Sam này không gánh được. Thì bản thân con Sam này cái vai trò nó vô team là gì? Nó sẽ là nó đặt cái sụp đổ chuyên dụng lên đội hình. Và nó tích 3 tầng, nó tích 3 tầng giảm miễn thương để những con gây sát thương trực tiếp, ví dụ như Tatsumaki nè, Siriu nè, rồi những con tướng Damawe gây sát thương vô đội hình bên kia để bào máu nhanh hơn. Chứ còn con Sam này để làm đâm chính làm được, nếu như đâm chính tại sao không chọn năm đầu nè, năm đầu đâm chính ngon hơn. Chọn Siriu thôi, đâm chính này một là Siriu nè, nếu như mà đời cũ ai có Siriu thì Siriu với lại Tatsumaki, Boros 3 con nha, phải 3 con, nói là đúng 3 con nha, đi cái đội hình Sam á thì mấy anh em phải đi 3 con, là đội hình nó sẽ là Boros nè, rồi King nè, rồi Tatsumaki nè, rồi Siriu nè, mấy anh em sẽ chọn là ba con này làm đâm chính, còn con King này nó sẽ đứng chung hàng với con Sam. Hoặc là mấy anh em đi bộ cơ bản nhất ở bên server chung bây giờ là con Boros đi chung lại con Sam với lại con King UG. Đó là cái meta bên server chung đang chơi hiện tại. Hoặc là kẹp thêm con Siriu nữa, tại vì con Siriu nó dễ chơi. Con Tatsumaki này out rồi nha. Tatsumaki này không còn cửa để chơi nữa. Thì thường á là sẽ chọn con Siriu với lại con Boros nhiều hơn, tại vì ở thời điểm hiện tại đang thiếu gác đấu. Nha, đang thiếu gác đấu thì chơi con Siriu sẽ ngon hơn, một là Siriu, hai là đen bóng. Nhưng thường đa số người ta sẽ chọn là Boros đứng chung hàng với lại King với lại Sam, rồi Siriu đứng hàng trên đang được bút tấp. Đấy. Rồi hôm nay năm đầu rồi lựa chọn tương lai, còn bây giờ ở Silver Việt Nam thì Siriu thôi. 99% là tỷ lệ ra Siriu, còn 1,5% còn lại là 0,5% cho King UG và 0,5% cho chày UG. Đấy. Đấy cho nên là cho nên là chơi chày nó khác anh, chứ chày nó khác, chày nó vuốt tóc nhìn chày, ví dụ anh già rồi. Đúng không? Anh già thì anh chơi Sam anh mọc râu rồi đó, ví dụ như Sam mít rồi cộng thì nó già khú đế rồi đây nè. À, anh già thì anh gặm cái cỏ bông lau, còn mấy anh chỉ thì nó cầm mấy anh chỉ trâu thì nó vuốt tóc lên á, anh già thì anh chơi con này, còn mấy anh chỉ trâu chơi này như em chỉ em chơi con này chứ đúng không, mày chỉ em chơi con này vuốt tóc lên chứ tự nhiên chơi mấy kia làm gì. Đấy rồi đó là cái meta sâu, mà cái việc mà ra con heal fire như thế này nè, cái việc mà ra con heal fire này rất ngon nha.
Con heo vai này nó giảm mấy con tướng đam HP, rồi nó giảm tỷ lệ bộ kích, nó giảm tùm lum hết. Thì cái đam mà gây sát thương nổ, cái đam mà gây sát thương nổ thì sẽ là Sam với lại ba con sụp đổ này chơi. Nhưng mà hiện tại không ai chơi ba con sụp đổ này hết á. Thường ba con sụp đổ này người ta không có để chung. Thường là một là có năm đầu thì không có Sam. Có Sam thì không có năm đầu, đi ba con này chung với nhau thì tôi chưa thấy hiệu quả lắm. Còn đa số là người ta sẽ đi năm đầu với lại Sirius, mà tại vì năm đầu này hiện tại là nó đang hot, miệng năm đầu này nó hot phải cứt, tại vì nó nhưng mà nó bị một cái nhược điểm nó đang để ra hàng sau. Năm đầu này nó bị một cái nhược điểm cái là nó đang bị để ra hàng sau, cho nên nó bị mất cái bất tử của nó, hơi tiếc. Cái nội tại của năm đầu cái bất tử này là cái thức tỉnh bất tử của nó bị để ra hàng sau, hơi tiếc. Nên là hàng đầu bây giờ khá là mềm. Đấy. À, con heo phai này ngon lắm nha, con heo phai này là sẽ là một trong những con XP mạnh nhất của Meta UR luôn á. Thiệt. Con heo phai này theo tôi đánh giá, nhưng tôi không biết con sâu sẽ như thế nào, nhưng mà về cái khả năng XP của nó, khả năng team của nó thì con heo phai này là một trong những con XP mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Để coi thử là trong quyết đấu cân bằng có trận nào đi đam DOT heo phai không, cho tôi ngó coi. À, nó sẽ là mạnh nhất đây, hình như trong đây có hình như ạc này siêu mới này, có một thằng nó chơi Sam để vô mở các anh em. Mấy em tò mò để vô coi, hình như là thằng đó là nó silver 700 mấy, 200 mấy chục triệu á. Đây nè. Đây, cái combo đấy, combo chuẩn tôi nói nè. Đấy, combo Sirius nè. Sirius lại năm đầu nè. Để tôi kiếm thằng đó cho mấy anh em coi. Như có, silver nó 200, silver 200 lấy mấy á. Đâu 700 lấy mấy á, 709 với 706 gì vậy, xưa nhớ. Đây, một thằng. Đây, một thằng nè. Đây, con Sam 7 sao vàng. Đó, nó đó. Đây nè. Không mày không phải này nha, thằng này như silver không phải, thằng này là 612, không phải, cùng một thằng silver 706 nữa. Đây cũng một thằng meta của Sam. Sam UR 7 sao vàng, 5 sao tím, King 7 sao vàng, 5 sao tím, Boros 7 sao vàng, 5 sao tím. Đây. Đó, nếu như mấy anh em muốn chơi con Sam thì mấy anh em phải chơi lực như thế này, nhưng mà năm đầu đâm chính nha. Đó. Ở hàng sau sẽ là chày với lại King. Từ đi kiếm cái thằng đó nè. Cái thằng đó silver 700 hình như có không ta? Đâu rồi? 625. Để kiếm tí mấy này, nó nằm ở đâu á. Hoặc là nó nằm, hoặc là nó không đánh, hoặc là nó chưa lên top. Hoặc là nó ra cụm khác rồi. 700 mấy, đây 600 không à. Đây 600 mà 402. 607, 712. Như 400 mà 700 bị đẩy lên trên rồi. Thằng đó nó bị đẩy lên trên rồi sao á. Thằng đó bị đẩy lên trên rồi mấy anh em, nó bị đẩy lên trên rồi. Ồ, nó bị đẩy lên trên rồi mấy anh em. Trong khu này mà không có nó là nó bị đẩy lên trên nè. Ờ, nó bị đẩy lên trên rồi mấy anh em, nó bị đẩy lên nè. Rồi, nó bị đẩy lên nè. Rồi, ok. Đâu, năm đậu bóp Sam liên quan gì? Tự nhiên kêu năm đậu bóp Sam. Vô lý nè. Nó nói à, tại sao tự nhiên kêu năm đậu bóp Sam, ngồi tôi phân tích trong vô lý này, ngày hôm bữa đọc tin nhắn rồi mà bữa đó đang chơi game trả lời không được. Kêu năm đầu bóp Sam vô lý. Xin lỗi á, mẹ bỏ con Sam này ra, năm đầu chơi được không? Năm đầu chơi được. Mẹ con Sam, bây giờ con Sam này cái vai trò của con Sam này là gì? Mọi người khi mà mọi người kêu con Sam này, tôi nói là con Sam này để mà chơi á, mọi người phải hiểu được cái bộ skill làm gì. Ngày xưa tôi đi tôi nói vụ Sam này rồi. Cái giảm miễn thương để làm gì? À, đó ngày xưa mọi người chửi tôi mà, mọi người tôi kêu mà tôi nói con Sam này á, cái skill con Sam này, cái đặc biệt của người chơi là gì? Khi mà người chơi con Sam này về, lấy cái skill về, không hiểu con tướng này để làm gì đó. Thiệt. Mấy anh em chả bao giờ mấy anh em hiểu cái skill con Sam này về á. Bây giờ cái khái niệm á, giảm miễn thương để làm gì? Ngày xưa á, tôi kêu là giảm miễn thương để làm gì? Giảm miễn thương để gia tăng sát thương nhận vào. Mấy anh em không chịu. Mấy anh em không chịu nha. Mấy anh em để mà team mình gây thêm sát thương nhận vào, mấy anh em không chịu. Vậy cuối cùng giảm miễn thương để làm gì? Cái việc của con Sam này á, 15% giảm miễn thương, và nó tích tầng lên tới 3 lần. Mọi người nhớ nha, nó tích tầng lên tới 3 lần. Và cái tích tầng, cái miễn thương, cái sụp đổ của con Sam này, nó tích tầng lên tới 3 lần á. Mà khi mà nó ra, nó để làm cái gì? Nha. Mọi người nhớ nha, con Sam này, cái skill của nó, khi mà mọi người muốn chơi á, mọi người phải hiểu được cái bộ skill của con Sam này để làm gì, cái vai trò của nó trong đồ hình để làm cái gì, thì mọi người mới chơi được. Một lần là 15% mấy anh em. Một lần là 15%, cái bộ kỹ năng của nó lúc đầu là 10, rồi sau này lấy siêu kỹ lên là 15 hay sao, đúng rồi, lấy siêu kỹ lên là 15, và nó tích tối đa là 3 tầng. Là 15 là 3 lần là khi có siêu kỹ luôn là 45%. Và cái việc mà nó lấy cái này về á, là khi mà mấy anh em chơi con Sam này á, cái vai trò của nó là sụp đổ, nó đi bóp giảm miễn thương. Nó giảm miễn thương để làm cái gì? Thì mấy anh em trả lời được tôi ở đây, tôi không nói để làm gì, dây mất công đi gây quơ nữa, mỗi người sẽ có một cách hiểu. Nhưng nó giảm miễn thương đó để làm cái gì? Đó, mọi người chỉ cần trả lời được câu hỏi đó là mọi người vận hành con Sam UR được.
À, thằng Minh Đức á, bản thân thằng Minh Đức á, nó còn đéo trả lời được, Khánh Vũ nó còn đéo trả lời được thì nó làm gì. Mà tôi ngày xưa á, khi mà tôi kêu mấy anh em á, cái sụp đổ này đéo khác gì sụp đổ thường á, giảm miễn thương làm gì, giảm miễn thương để gia tăng sát thương của đội đồng đội phi mình gây cho kim địch, mấy anh em không chịu. Cho nên là mấy anh em kêu rồi, tôi kêu là gây thêm sát thương nhận vào, tăng sát thương nhận vào, mấy anh em không chịu, giống như cái sụp đổ thường vậy, nếu khác nghị sụp đổ thường á mấy anh em, nhưng mấy anh em không chịu. Nhưng mà mục đích của nó cuối cùng là để tăng sát thương nhận vào bên địch. Thì ngày xưa á, khi mà để chơi con Samurai này á, thì mấy anh em sẽ kịp những con đam AoE để mấy anh em chơi, nhưng mà khi mà kịp chung với những con đó thì thực sự giảm miễn thương nó chả có nghĩa lý gì khi con chạy quá mạnh. Mấy anh em hiểu không? Khi lúc đó con chạy á, tại vì con Sam này cái vai trò của con chạy á nó quá mạnh. Con chạy lúc đó, cái thời điểm đó con chạy nó quá mạnh nha, cái thời mà ra con Sam nó còn meta, con chạy quá mạnh, con chạy nó gõ cái bóc rồi. Vô mỹ meta rồi, vô mỹ máu rồi, vô mỹ chí tử luôn rồi, thì cần gì con Sam nó mạnh. Thì bây giờ khi mà con chạy nó out ra rồi á, thì con Sam này để làm gì khi mà ở thời điểm hiện tại con Sam này nó là một class vũ trang. Thì bây giờ trong khi đó để mà cho nó vô đội hình nó vai trò sụp đổ thì hai con này nó cũng đủ rồi. Thì cần gì? Hai con này là đủ rồi. Hai con này là đủ rồi bây giờ nha, đang là chuyển qua safe firm meta quái nhân, đúng không? Safe firm meta quái nhân. Ghi win phủ đầu hai lần cũng được, hai lần sụp đổ, con này phủ đầu hai lần cũng được, hai lần sụp đổ đủ rồi. Nếu như đầu năm đầu đứng vào đội hình của năm đầu này còn hơn con Sam này gì, nó còn cắm hồi sinh được. Con Sam này đâu có cắm hồi sinh đâu. Thì cái việc để con Sam này á, con Sam này cái lối chơi của nó, cái này tôi chỉ ngồi chia sẻ một cái lối chơi nha, con Sam này sẽ có rất nhiều lối chơi. Cái lối chơi đầu tiên là cái lối chơi con Sam với con Tatsumaki, là con Sam này nó giảm tối đa ở mức miễn thương là 45% để cho con Tatsumaki, con Boros, con Shiryu đem. Và cái lối chơi con Sam đó bên server chung có một người này, tuần nào tôi cũng quay, tuần nào tôi cũng làm clip là cái lối chơi con Sam đi với lại con Boros có. Ở cái lối chơi con Sam này con Tatsumaki có, lối chơi con Sam với lại con Shiryu có. Nhưng mà con Shiryu á, riêng con Shiryu nha, là đéo đi được với con Sam nha, không phải là không đi được với con Sam, con Shiryu đi với con Sam nó cùi vậy cứ. Bản thân một mình con Shiryu nó chỉ cần đi với con nào boost cho nó miễn trốn, boost cho nó nha, miễn trốn, hoặc là boost cho nó, hoặc là làm sao để cho con Shiryu nó được free dam thôi. Riêng một mình con Shiryu là nó duy ngã độc tôn nha, nó không cần đi chung con nào hết. Còn mấy anh em kịp bơm vô thì nó mạnh, hoặc là boost con nào cho khả năng nó sinh tồn nè, ở cho nó hồi sinh ra là được. Nó kịp chung với Phượng nè năm đầu, nhưng mà nếu như mấy anh em không đối đầu với năm đầu R thì bản thân con Shiryu đi một mình được. Riêng con Sam nó sẽ đi với dự con Tatsumaki nè, nó đi chung với con Boros nè, đặc biệt là con Boros. Tôi nói con Boros đi với con Sam rất mạnh, tại vì cái sát thương con Boros nó bắn cộng kèm sát thương khi cái địch đang có hộ thể hoặc là siêu bất khúc hoặc là đang có bị tinh thông, thì con Sam nó đi bấp 45% giảm miễn thương nó lên cho combo rod bắn vô. Thì đó đó là cái lối chơi. Tại vì bây giờ không, tôi nói ví dụ như cái ở bên CVC chúng tôi qua cho mấy anh em coi, là bây giờ đi combo con bơm với lại con bơm với lại con Shiryu, con bơm bơm Shiryu King, thì đâu có cần follow up con Shiryu King đâu, thì follow up cho một con khống chế. Còn bây giờ khi mà con Sam nó ra cái vai trò nó đặt miễn thương, thì khi mà đặt miễn thương mấy anh em hiểu á, hiểu được giảm miễn thương để làm cái gì, thì mấy anh em mới vận hành cái đội hình được. Bây giờ tự nhiên mấy anh em đi đâm đơn, nó nói ví dụ như mấy anh em đâm đơn đi, là đang đâm chày, cái đội hình của mấy anh em xoay quanh con chày không, mà tự nhiên mấy anh em lấy AoE làm gì, trong khi đó con chày nó gõ cái bụp chết một hàng, chày nó gõ cái bụp chết một hàng, nó chơi làm gì, đúng không? Trong con Sam, trong cái thời đại con Sam mình đã trả lời được cái câu hỏi đó rồi, con chày nó gõ phát chết một hàng vậy chơi con Sam để làm cái gì, đúng không? Hoặc là ví dụ như chơi con Sam trong cái đội hình như siêu mới, nó chơi con Sam này, nó vận hành con Sam này để giảm miễn thương liên tục, khi mà nó chơi những đội hình luôn luôn nó kẹp chung với lại Shiryu hoặc là kẹp chung với lại Tatsumaki, nhưng mà Shiryu nó sẽ trên cơ với con Tatsumaki, càng quýnh về sau thì con Shiryu nó sẽ trên cơ hơn rất là nhiều đó. Ví dụ như trong đội hình chiến khu này mở cho mấy anh em coi vài thằng rồi, thì cái việc mà vận hành con Shiryu mấy anh em hiểu được kỹ năng của nó, đau lộn vận hành con Sam thì mấy anh em hiểu được kỹ năng của nó, mấy anh em chơi con Sam sao bóp năm đầu được, con Sam này sinh ra để đi chung với con năm đầu mà, sao bóp được cái lối chơi nha. Tôi nói cái lối chơi, mấy anh em hiểu được cái lối chơi là gì. Con năm đầu này nó tích 3 tầng sát thương, nó tích 3 tầng sát thương, nó đủ 3 tầng nó cứ phát nổ, nó đủ 3 tầng là nó cứ phát nổ, là nó nổ hết toàn bộ sụp đổ luôn. Bóp là bóp ở đây là gì, là đáng ra ví dụ như ý, là nếu như mà mấy anh em đi chung với lại con Shiryu, đáng ra là đúng không, con Sam mới để 3 tầng giảm 45% sát thương cho con Shiryu này đá vô, cho con Shiryu này đá vô, nhưng con năm đầu này kích hoạt mỹ hết, mất hết sụp đổ trên người, đúng không? Mắc có sụp đổ trên người khi mà con Shiryu đá vô bị giảm đam Shiryu, nhưng mà mấy anh em được cái lợi đam trước đó rồi. Thì cái lúc mà chơi meta này, mấy anh em chơi sụp đổ, chơi cái meta kích kích nổ sụp đổ này á, là rất lợi. Bản thân Gwyn này nó có nổ nè, rồi con này là kích nổ toàn bộ sụp đổ khi mà đủ 3 stack nè. Nó kích nổ con Sam này đặt mới vô là nó chiếm một tầng. Rồi, được nếu như đứng trung hàng với King nữa, full up là lần thứ hai, rồi chiếm siêu kỹ nữa lần thứ ba, rồi là đủ cái nổ luôn.
Tôi chỉ cần để hai con này vô kêu rồi sao con năm đầu nó bóp con Sam được vô lý, con Sam này ra hưởng sái con năm đầu này sướng luôn. Chứ cuối cùng mới tích 3 tầng sụp đổ giảm miễn thương để làm gì, vẫn quay lại câu đó. Sao lại nổ, nó nổ thì tính tiêu đam của năm đầu đúng rồi. Nó nổ là nó nổ tính tiêu đam của con năm đầu mẹ. Trời ơi. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ ông để ba cái tầng sụp đổ đó giảm miễn thương để làm gì? Hiểu không? Là mấy anh em đang chơi con Sam á, thì mấy anh em nếu như mấy anh em đang build, muốn build con Sam làm năm chính hay là muốn build con Sam kết hợp với đội hình, thì mục đích mấy anh em muốn giữ cái 45% đó miễn thương để cho đồng đội mấy anh em đam vô đúng không? Đúng không? Cái mục đích ông Peter vô là muốn chơi con Sam làm năm chính, ông muốn giữ cái 45% giảm miễn thương đó đúng không? Rồi ông đặt câu hỏi luôn đây, 45% miễn thương nó so với cái đam nổ của con năm đầu nó có mạnh hay là không? Mà trong khi đó Silver Sea ông chưa chơi được năm đầu nha. Đừng có kêu ông Sam bóp năm đầu, ông chơi được năm đầu chưa? À, quan trọng là ông chơi Sam được, ông chơi được con năm đầu này bên Silver chung chưa, mà kêu con Sam con năm đầu này bóp con Sam. Cái giảm 45% miễn thương đó, rồi ông chiếm cái lần stat tiếp theo ông test đam nữa đi, nó tăng bao nhiêu đam, mà khi mà cái đam con năm đầu này nó nổ nó sẽ bao nhiêu đam. Mà khi mà ông chơi á, mấy ông chơi á, mà lúc đó cái sụp đổ nó sẽ bị thừa. Tôi nói biết sao bị thừa không? Tại vì khi lúc đó mấy ông chơi là meta nó đã chuyển qua meta quái nhân rồi, thì con Gwyn này là 4 lần sụp đổ. Con năm đầu này nó là 4 lần sụp đổ nữa là bao nhiêu rồi? Con năm đầu này quýnh chữ thập nha. Con năm đầu này quýnh chữ thập. Con Gwyn này là quýnh hàng dọc, là ông đã có được tới 6 lần sụp đổ trong đội hình rồi. Con này quýnh 2, một lần siêu tuyệt kỹ, một lần phủ đầu. Con này một lần siêu tuyệt kỹ, một lần phủ đầu. Mà con này quýnh 4 con thôi, cho hình chữ thập quýnh nó giữa 4 con, đi bắp lên là 2 lần rồi. Rồi con này quýnh hết bên hông nữa là 2 con nữa, lên 2 lần nữa là cũng 4 lần nữa. Rồi con Sam này đánh AoE nữa là một lượt là vô mấy ông đã sốc đam luôn rồi. Cái việc mà mấy em đánh á, là cái đam này đam nổ giống như chơi con bơm với lại con Siriu vậy. Nhưng mà cái bơm này, con bơm này, con Siriu này là hai con có sát thương nó khủng khiếp quá nha. Hai con này là hai con là gần như là mạnh nhất trong meta kích nổ luôn. Còn cái đội hình này nè là cái đội hình quýnh cấu rỉ, quýnh từ từ, quýnh chay lì, nhưng mà cái hiệu quả sát thương nó vẫn mạnh. Thì ông chơi ông xây dựng đội hình con Sam đam chính, sao mà con Sam này đam chính được? Con Sam này đam chính là vô lý. Con Sam này cái vai trò nó là support. Nếu như ông đi con Sam này phải có những con nào kèm theo, Siriu, Boros. Nó thiệt mạnh cái lối chơi này, đừng có kêu con Sam này đam chính. Con Sam này đúng là build đam chính, ông mát đồ nó để làm gì, để nó sinh tồn, để nó chém sụp đổ. Và cuối cùng là con nào bắn vô, cái con nào bắn vô cái sụp đổ đó mới là con đam chính. Đó, đó là khi mà mấy em build cái đội hình, mấy em bị hiểu sai vấn đề đó. Đó, mấy anh em build sai cái vấn đề đó. Ví dụ như tôi nói, ví dụ như đội hình của con này đi, nói ví dụ như cái đội hình mà nãy tôi mở chiến khu cho mấy anh em xem đi. Cái thằng top hồi nãy mà 200 mấy ở đây nè. Đâu rồi? Đây, ví dụ như thằng này đi, nó build cái đội hình đây đi. Đâu không, đội hình này cũng có con Sam. Kiếm đội hình nó build nó có con Sam á, nãy thằng nào đúng rồi. Để ví dụ trên một cái đội hình nó có sẵn luôn, mấy anh em vô coi. Đây. Ủa này cũng phải con Sam, ủa thằng đó đâu rồi, nằm ở đâu rồi? Đâu rồi, Sam, cái thằng mà vừa Sam vừa Siriu đâu rồi? Đâu ta, thằng này à? 643. Không phải thằng này. Đâu ta, nó đâu rồi? Hình con cua à. Nó hình con cua à. À đây. Phải 612. Rồi, ok. Đó, tôi nói với không, này không phải Siriu, này có nãy có thằng Siriu á. Này con Sam này khi mà có con Siriu ở ngoài lên top 1 hình như đây nè, hình như là trong bình chọn á mấy anh em. Đây trong bình chọn thì mình zoom cái đồ hình thôi, ngồi tôi phân tích ra cho. Này cũng không có Siriu mấy anh em. Đây cái đồ hình cái form nè, đó mình kêu năm đầu Sam nè, vẫn là form năm đầu Sam nè. Sam nè, năm đầu nè, Gwyn nè, cái này là form siêu mới rồi. Nãy có một thằng có con Siriu á, nãy có một thằng có con Siriu á thì mới dễ coi mấy anh em, đâu mất rồi. Nãy có một thằng có phơm đấy không, nó không kêu là năm đầu bóp Sam rồi đó, toàn bộ là năm đầu với Sam không sơ mà kêu năm đầu bóp Sam đó. Bây giờ coi năm top đi, bây giờ coi năm top luôn đi cho dễ đi nè. Đầu tiên đúng không, Sam năm đầu Gwyn một người đúng không, rồi đó bên đây năm đầu, năm đầu không có Sam. Khi mà có Sam đi chung năm đầu bao ngon nè, Sam nè, năm đầu nè, Gwyn nè. Đó kêu mà sao con năm đầu bóp con kia, trời, nó sinh ra để cho nhau mà. Nó sinh ra để cho nhau mà kêu sao bóp, bóp là bóp thế nào? Sam nè, này một mình Sam không nói làm gì rồi. Đấy. Nó sao mà bóp? Cái cùng mà kêu nuôi để nuôi Sam làm đâm chính, nuôi Sam làm đâm chính vô lý nha. Nuôi Sam làm đâm chính thì chỉ có Minh Đức thôi. Chỉ có Minh Đức mới nuôi Sam được làm đâm chính thôi. Tại vì cái mục đích của con Sam á là nó sinh tồn để đặt miễn thương lên thôi, còn nó chiếm được bao nhiêu đam mà chiếm. Còn đam chính sẽ là cái con mà bắn vô cái sụp đổ đó, cái con mà bắn vô sau khi mà con Sam mới đặt thì búp lên 45% á.
là con Buros hoặc là con Siriu đó, hoặc là một con Damawe nào khác đấy. Mục đích của nó là gì mấy anh em, chứ đâu giờ đâu phải là khi mà tự nhiên con Buros nó trở thành meta đam chủ lực ở bên server chung đâu đấy. Và bị mà nó lỗ một cái mấy anh em biết chưa, khi mà chơi con Sam này á, chơi con Sam này khi mà qua meta sau nó bị lỗ cái gì, khi mà qua meta sau nó bị nhổ cái gì, là khi mà nó qua meta sau á, con Sam này nó rất bị thiệt thòi. Mấy ông biết nó thiệt thòi cái gì không, là nó sẽ chuyển qua meta quái nhân nha, nó sẽ chuyển đòn phủ đầu qua meta quái nhân, thì con Sam này nó chỉ tích được cái hai tầng thôi nha. Con Sam này lúc mà trong meta anh hùng á, nó rất mạnh, nó mạnh, nhưng mà nó mạnh mà giờ là giải thích sao cho nó dễ ta, là đang trong meta anh hùng thì con Sam này nó rất mạnh nhưng mà lại nó đéo được chơi nha, là đang trong thời kỳ hoàng kim của nó luôn nhưng mà nó không được chơi. Tại vì sao? Tại vì con này nha, tại vì con này không, cho nên con Sam không được chơi. Tại vì đòn phủ đầu đúng không, mấy anh em vô một phát con Sam nó chiếm lần đầu tiên là mới vô nó chiếm luôn nha, là một tầng sụp đổ phủ đầu anh hùng là hai tầng, rồi con King follow up là ba tầng luôn. Không, King follow up là ba tầng luôn, là mới vô mấy anh em có 45% luôn, hoặc là mấy anh em để không luôn, Sam mới chiếm kỹ năng cũng được ba tầng, hoặc follow up được ba tầng, hoặc là nếu như mấy anh em được kỹ năng được follow up luôn là mấy anh em chiếm được lần thứ ba, là con Sam mới làm 59.000 là build up luôn. Là đọc lại luôn nè, là mới vô là một lượt nè, phủ đầu là hai lượt nè, rồi follow up là ba lượt nè, rồi nếu như mấy anh em có King UR hai lượt đầu là mấy anh em lên được 4 lượt luôn, rồi kỹ năng là 5 lượt, còn chỉ một thì được có 4 lượt thôi. Rồi khi mà 4 lượt cái gì á thì đó mới là build theo kiểu 59. Còn mà trong trường hợp khi mà chuyển qua mấy anh em xoay mình qua meta quái nhân, hoặc là mấy anh em như nếu như mấy anh em cố đám ăn xôi, mấy anh em muốn chơi anh hùng tiếp, muốn chơi anh hùng tiếp mà không chơi win luôn nha, tôi nói trong trường hợp không chơi win luôn, mấy anh em bị out meta mà mấy anh em vẫn chơi tiếp anh hùng, thì khi mà mấy anh em đối đầu bên kia nó chơi win với lại Sam, nó chơi năm đầu UR, thì khi mà qua meta sau quá con Sam này bị thiệt thòi thế nào, là qua meta sau là con năm đầu này nó sẽ đứng chung với lại con King. Em năm đầu này sẽ đứng chung với con King. Mà khi mà mấy anh em chơi á, con Sam này nếu như mà mấy anh em không có một con khống chế nào thì cho con Sam này đứng chung với con King thì nó chuyện bình thường. Còn không đứng chung với con King thì mấy anh em chỉ chém được cái hai lần thôi. Một lần là kỹ năng của con Sam nó chém ở lượt đầu tiên, rồi lượt thứ hai là kỹ năng của con Sam khi mà nó hành động bằng suy kỹ thôi. Hết hai lần, nó đi bóp được cái hai lần à. Xong còn lại là năm đầu lại win la thôi. Còn đứng chung hạng với King UR thì ok, mấy anh em chém được lần thứ ba, lần thứ tư trong lượt đầu tiên. Đấy, cho nên là khi mà con Sam này mấy anh em hiểu rõ được cái cách chơi của nó, cách chơi của nó giống như cái chích, giống như cái đội hình mà của ông Sinh Tu đang chơi ở bên CVC gạt tôi hay coi á, là phải xếp con bơm vị trí nào, phải xếp con MK vị trí nào, phải xếp, đúng là ông Thắng này ngon nè, đó là cái đội hình của ông Thắng, là một trong những cái đội hình xây dựng con Siriu với lại con bơm nặng nhất về cái việc mà xếp vị trí đúng con tướng, con nào hành động, con nào đi lượt tiếp theo là phải xếp đúng y chang như vậy mới chơi được. Đấy đó ông Thắng nè, đó ông Thắng Trần là một trong những người xây cái đội hình mà con Siriu lại con bơm á, nó nặng nề về cái việc xếp đội hình. Thì cái đội hình của con Sam con năm đầu chơi con Sam không á thì nó nhẹ nhàng, còn nếu như mà mấy anh em muốn chơi con Sam với lại một con DPS khác thì mấy anh em phải hiểu được cái lối chơi của con Sam. Con Sam không thể nào làm chủ lực được, trừ khi mấy anh em out đồ chiến tao nói, còn nếu như mà ngang đồ ngang lực chiến thì cái con mà bắn vô cái lúc mà con Sam đặt 45% cái hiệu quả giảm miễn thương á, thì cái con đó mới là chủ lực được nha. Đấy ok vậy thôi. Đó, chia sẻ chủ đề của G4 cuối cùng ra nói con Sam lại nói meta nhau nó hơi dài một chút. Đấy, rồi sẵn qua CVC luôn cho mấy anh em coi đồ hình cho nó dễ để mấy anh em hình dung được mấy anh em chơi. Mấy anh em phải hiểu được cái đồ hình. Mấy anh em xem chiếm đâu là xem những thằng đó là những thằng top server. Nha mấy anh em xem những thằng đó mấy thằng top server, mình phải coi mình. Cơ mà chơi chiếm đâu vô đây coi meta, nếu như mà chơi con Sam tuổi chứ không có đồ hình nào luôn. Nó coi để mà múa biểu diễn á, múa biểu diễn sát thương á thì không có đồ hình nào qua được meta sát thương. Meta nội thương chứ. Meta nội thương là sát thương sẽ là cao nhất, vô địch luôn, duy ngã tôm luôn, không có nào cao bằng hết á. May ra con chày nó bạo kích, nó follow up con Trinh nó con King nó bạo kích được hai phát thì may ra mới được 3 tỷ, còn đam bình thường nó đam hàng dọc cùng nó mới đam one hit luôn. Cùng lắm cao lắm là 2 tỷ. Tại vì máu tới đó là hết, máu hai con tới đó là hết, mà trong khi đó con bơm với lại con Siriu nó nổ phải 6 con lận. Con Sam không phải là một con dễ chơi. Con Sam nó là một con rất khó chơi. Và ra mà để cứu vớt con Sam là con năm đầu, sao mà tự nhiên con năm đầu nó bóp con Sam. Nếu như mà ông kêu năm đầu nó bóp con Sam là ông chả hiểu kỹ năng gì về con Sam hết. Mày con năm đầu ra, con ghi win nó ra, nó đã cứu vớt cuộc đời con Sam rồi. Xong rồi tới khi con năm đầu ra nó cứu con Sam lên lại, chứ không thôi con Sam cút mẹ luôn rồi. Đây
Đây tôi nói ví dụ như đội hình của gạt Shinto này, đây cái gạt này nè, là một trong những cái đội hình mà chơi đi chơi khổ dâm á. Tôi nói cái đội hình này là một cái đội hình đây. Đây cái đội hình nè. Đây tôi nói cái đội hình này nè, đây cái đội hình mà bữa xếp đúng không? Là đúng là con này. Cũng tạm từ xếp xếp mất công có gì có thắng ở đây không, chỉ lại nhiều lúc tôi xếp sai mấy anh em. Đúng ta MK ở đây. Rồi con nào ta? Con nào ông Kinh. Đúng ta bữa xếp gì đúng ta? Bữa hai bơm trước. Ông bữa sao ta? Ông bơm trước đúng không? Ông bơm trước xong rồi mới tới ông Boros bắn. Đúng rồi, đúng rồi. Đây. Đây là một trong những cái đội hình. Chỉ cần mấy anh em xếp sai một vị trí thôi. Tôi nói sai một vị trí thôi, đam điếu có. Nghe. Đây là một trong những cái đội hình nếu như mấy anh em chơi. Mấy anh em chỉ cần xếp sai một vị trí thôi. Đam không có. Nha, đam không có đam luôn. Cái đội hình này là cái đội hình chuẩn y như cái thằng chơi bên Silver Chung luôn nha. Cái đội hình này là cái đội hình chuẩn y như cái thằng chơi bên Silver Chung luôn, là y chang thằng nào chơi đội hình bơm Siriu cũng vậy, nó xếp đúng chuẩn một cái đội hình luôn, không không cái nào không thể nào sai lệch vị trí được. Cùng lắm là đổi cái hàng đầu này lên hàng trước thôi. Đấy. Cho nên là khi mà chơi cái đội hình này, khi mà chơi cái đội hình này á, là nhiều người ta áp dụng cái lối chơi này, nhưng mà cái lối chơi này cực mạnh. Cái lối chơi này mạnh cực kỳ luôn. Cái lượng đam của nó vô cùng khủng khiếp luôn. Mấy anh em đi BB á, bây giờ đi BB thôi, khỏi quýnh cặp, đi ra BB luôn cho mấy anh em coi. Hôm nay thứ bảy hết BB rồi, cái đội hình này cam nếu coi mà để kêu sướng á, vô mà ngồi mấy anh em múa đam á. Ê ông tôi là ai á, tôi nói bạn đi bạn đừng đi gây quơ. Xin lỗi các bạn á, xin lỗi bạn, bạn đừng lên đây bạn kêu so sánh ai, kêu đừng hiểu về game. Cái việc tôi đang nói ở trên đây là tôi nói ông Peter là tôi nuôi ổng, nói là ổng muốn build con Sam làm năm chính, thì tôi giải thích cho người ta hiểu là vì sao con Sam ổng kêu là con năm đầu bóp con Sam. Tôi giải thích cho vì sao là con giải thích cho ổng lý do vì sao con năm đầu nó không bóp con Sam mà nó cứu con Sam. Còn ông lên đây ông gây quơ, xin thưa sai rồi ông nội. Cái thời con Sam tôi đã ngồi tôi giải thích rồi, người ta coi người ta biết rồi. Chỉ có bạn tiểu nhân á, bạn lên đây bạn mới chat cái câu đó để cho người ta gây quơ thôi. Còn ở trên đây người ta coi tôi lâu rồi, cái vụ con Sam mà tôi đã nói từ lâu rồi. Vụ con Sam mà tôi đã nói từ rất lâu về trước rồi, là con Sam mấy anh em chỉ cần hiểu được. Tôi là tôi nồi tôi giải thích cho ổng là ổng chỉ cần hiểu được cái giảm miễn thương cho con Sam để làm gì thì ổng mới vận hành được đội hình nha. Cũng đừng kêu là ở đây toàn hành con, xin lỗi á. Người ta chơi game là người ta có kiến thức, người ta có tiền. Còn mấy bạn đéo có tiền á thì bạn trải nghiệm, tôi nói tiền Peter thiếu mẹ vậy. Thiệt. Tôi nói luôn mọi người chả biết con Peter trên đây là ai, mẹ tiền đối với ổng thiếu mẹ gì, bây giờ ổng lấy cả Sam cả năm đầu là chuyện bình thường nha. Cũng cái việc mà ổng chơi á, ổng mới hiểu được skill thì ổng mới vận hành được đội hình, mà nuôi con tướng đó nó có mạnh hay không mà tùy thuộc ổng lựa chọn. Tại vì cái nổ đam mà nổ thì con năm đầu, mấy nổ thì con Sam. Còn mà lên đây gây quơ, xin lỗi mấy anh em gây quơ, cái chuyện của con Sam á, mấy anh em đi hỏi Minh Đức nha, mấy anh em đi hỏi Minh Đức để Minh Đức có cứu con Sam cho. Đó, ngày xưa để mà đi gây quơ mấy anh em đi kiếm Minh Đức á, tôi có mấy anh em muốn đi gây quơ mấy anh em đi kiếm Minh Đức á. Nó là Khánh Vũ á, để nó lên nó cứu con Sam, tại mấy anh đó nó chơi con Sam giỏi lắm. Không biết là nó có chơi con Sam hay không, mấy anh em cứ lên kiếm Khánh Vũ, mấy anh em cứ than vô tin tôi. Mấy anh em cứ lên trên mấy group á, mấy anh em đi kiếm thằng Minh Đức với thằng Khánh Vũ, là hai thằng đó là chơi best Sam. Vô địch con Sam bên Siêu Chung, để coi có đăng video về Sam hay là thứ gì đó. Mấy anh em kêu đi, riêng con nào tôi nói luôn, hai đó tôi giới thiệu luôn mấy anh em coi. Nếu mấy anh em lên đây kêu gây quơ túi sô-cô-la làm gì, túi sô-cô-la có chơi Sam điếu đâu. Thiệt. Mấy ông mà chơi Sam, mấy ông đi kiếm Khánh Vũ là kiếm Minh Đức là ra nha. Chứ còn tôi với Sô-cô-la đéo chơi Sam. Sô-cô-la bên Silver chung là chơi đồ hình là bơm với lại Siriu. Bơm với lại Siriu. Còn mà tôi ở bên Silver Việt Nam là tôi đi Tatsumaki với lại G4. Còn riêng Minh Đức là Khánh Vũ là đi đồ hình không tóc không co, là chơi Sam làm đâm chính. Đó, mấy anh em đi kiếm nó, mày không tóc nó còn chơi được. Mấy anh em không tóc không co nó còn chơi được. Mấy anh em nó là bro luôn á. Nó chơi Sam là năm chính nha, mấy anh em đi hỏi hàng đó tan lên là biết. Mấy anh em lên group mấy group fanpage là group chợ mua bán kiếm mấy nó ra nha. Đấy, cùng cái form đồ hình này còn mà kêu để mà kêu đam á nha, còn mà kêu để mà ấy á. Đây là cái form đồ hình này mà để kêu múa á, để mà kêu múa thì mấy anh em vô cái đồ hình này múa đam mà số 1 luôn. Mấy anh em kêu đam tỷ nè, đây tôi giảm cái tốc độ là mấy anh em kêu đam hàng tỷ đam luôn, để đúng form chuẩn đam hàng tỷ đam luôn. Đấy. Đội hình này đi không phượng, đội hình này đi không phượng. Đây, đội hình mấy anh em kêu đam mà kêu đam cho đã. Đội hình này chơi mấy ông chơi cái team này đam bao đã luôn, đam là số 1.
Không có đồ hình nào đam bằng đồ hình này hết á. Mày đồ hình này đi múa đam là bao đã luôn mấy ông đó. Ừ, coi lượt đầu tiên nè, mấy ông cô bơm mới vỗ xong mấy ông cô đam lượt đầu tiên nè. Đấy. Nè mấy ông cô đam nè. Đó, tôi đam mà mấy ông kêu đam để mà múa đam cho đã đồ hình. Tại sao mấy ông không đi đam nội thương đi cho đỡ khổ đấy. À con Shiryu. À con MK, cái này là mới chỉ lượt follow up thôi nha. Mới chỉ lượt follow up thôi nha mấy ông cô đam nè. Bập 2.4 tỷ. Mới chỉ full up thôi là 2 tỷ tư. Rồi full up 2 tỷ tư nè. Siêu giọng nè. Đó mấy ông cần chi nhiều. Mới full up không 2 tỷ tư mà chưa rít nha. Để con rít lên nè. Để con một lần rít lên nè. Rồi. Rồi full up tiếp. Không mấy ông chơi đồ hình này cho nó khỏe đi. Đồ hình này dễ chơi nữa. Mày siêu một nữa. Nó không lượt đầu 2 tỷ tư. Rồi. Hết kết thúc lượt nổ đam. Thấy không? 4 tỷ. Thấy không? Chơi sướng không? 4 tỷ. Trời ơi tôi nói bây giờ mấy ông chơi đi cái độ hình nào sướng bằng cái độ hình này. Thiệt. Nếu như hôm nào không có MK thay vào một con Damawe đó 4 tỷ. Đã không? Trời ơi máy đi cái độ hình kia khổ dâm làm gì mà trong khi đó con Shiryu nó mạnh biết bao nhiêu. Máy con Shiryu đam một lần không? Follow up đam 2 tỷ rưỡi. Một mình con Shiryu đam. Một mình con Shiryu đam kích nổ sát thương nội thương nổ 4 tỷ. Mày tự nhiên chơi đồ hình đông sướng nha. Mày đi chơi cái đồ hình khổ dâm. À, sau này bây giờ sau này ra con Gwin thì thay bằng con Sonic thôi. Trời mấy cái đồ hình này nó sướng điên luôn. Mày... Tại vì đồ hình này là xưa tham con King 2 thôi. Mày chứ đồ hình này đáng ra là sau này là cái chỗ này là chỗ này là con Sam đứng nè. Cái đồ hình này á là cái đồ hình này là do tham con King 2 thôi chứ đáng ra cái chỗ này là cái chỗ con MK này đáng ra là một con năm đầu hoặc là con Sam nó đứng á, tại vì sau này chỉ thiếu vũ trang. Không lấy con chày thì phải lấy con Sam, nhưng do đồ hình này tham lam á, đồ hình này sau này bỏ vô win chắc luôn. Lấy vô win gì đâu có chỗ con thay vũ trang đâu. À tới chuẩn bị phiên con bơm đao nè mấy ông coi chưa chưa hết đâu. 2 tỷ rưỡi, 4 tỷ rưỡi, 4 tỷ 3 đúng không? Mấy ông coi đam được tiếp theo nè. Mấy ông coi đam được tiếp theo mới hấp dẫn nè. Thấy Sonic thì không kích co được. Cái chỗ đáng lý con chỗ này con MK, chỗ này con Sam nè. Đó 400 nha, 400 triệu đam nha. Nè coi nè. Cô mấy ông cô con King nè con, mấy ông cô đam ảo nè. Đây là con Boros chứ con bơm kích xong đúng không? Mấy ông cô con King nè. Chưa kết thúc lượt 600 đúng không? Ông coi nè, đây con King kích lên nè. Chưa đâu. Mấy cái đồ hình này mấy ông, tại sao mấy ông vận hành đồ hình này? Mấy ông đi ngồi chế mấy cái đồ hình chi cho khổ vậy. Đấy kết thúc lượt. Đã không? Trời ơi má chơi đồ hình này em chơi mà trong khi đó nãy bạn kia đúng không, bạn kêu tôi là kêu là chơi năm đầu bóp Sam không hiểu về game, tôi ngồi tôi giải thích luôn cho kêu năm đầu bóp Sam đồ, tôi nói chẳng qua mấy ông biết là gì không, kêu mà chơi á bây giờ năm đầu chơi đồ hình chơi con năm đầu với lại con Sam trong đồ hình trong meta UR này á, cái này đang ở bên CVC chơi đồ hình khi mà con năm đầu á, khi mà con năm đầu chơi với con Sam á, mấy thằng mà nó kêu bóp á, mấy ông biết là bóp cái gì không, là cuối cùng á là nó bị mất cái đam nội thương đó. Cái muốn đam chủ lực cái mục đích mà con Boros này chơi chung với lại con Sam mà gì, hiểu ra cái vấn đề là mục đích lấy cái giảm 45% miễn thương đó để cho con khác đam. Tự nhiên ông bỏ con năm đầu vô, ông muốn có con năm đầu, con năm đầu cái vai trò của nó là gì? Ông nhớ không, năm đầu là cấm hồi sinh, kích nổ sụp đổ. Tự nhiên ông chơi con năm đầu vô mấy ông đéo cho nó sụp đổ, nó không kích nổ được cái vai trò con năm đầu là cái gì? Thì nếu hiểu về game là cái gì? Xin lỗi những người phân tích YouTube, bản thân tôi cũng vậy, không chắc chắn bản thân tôi đúng, người khác cũng vậy, nhưng mà khi ông chơi cái bản thân con vai trò con năm đầu là gì, kích nổ sụp đổ như con bơm vậy, nó kích nổ nội thương mà đủ giờ đéo cho kích nổ nội thương lấy đam đâu ra. Nói chuyện nói như bạn là bạn ngu, mẹ nói thẳng luôn chứ không phải đi quơ gì. Cái skill của nó là gì, con Sam đặt 45% giảm miễn thương, nó 45% giảm miễn thương để làm gì đúng không, giảm miễn thương để làm gì? Còn con năm đầu là nó con năm đầu UR, khi mà nó ra cái vai trò nó đi là cấm hồi sinh, kích nổ sụp đổ. Thì bạn không muốn chơi con năm đầu thì bạn gỡ năm đầu ra. Bạn gặp hồi sinh thì bạn thua. Nó là skill của nó, là cái skill của nó là cái skill của nó rõ ràng đó, nó ghi giờ nó kích nổ sụp đổ thì đủ 3 tầng là nó nổ. Quan trọng bạn có đủ đồ để bạn nuôi con năm đầu nó nổ được như vậy hay không. Đúng không? Giống như vậy câu chuyện nó là một cái phơm bài mà mấy em tự chọn, và khi mà ra con heal file á là nó kéo cái meta sụp đổ trên nha. Cho nên là si vào chung khi mà người ta chơi người ta đã lựa chọn rồi, vì sao người ta không chơi được? Nếu như mà mấy em để ý người ta chơi si vào chung thằng top nào cũng chơi đã Sam năm đầu ghi win, thì nếu như nó bóp tại sao người ta chơi?
Hôm nãy mình coi siêu mới đó, mình coi siêu mới, tại siêu mới nha, mấy em hiểu nha. Siêu mới nó vận hành một cái lối chơi riêng, mấy em siêu chung nó phân ra hai cụm kia, mấy em theo dõi nha, là siêu cũ với lại là mấy em siêu cũ với lại siêu mới, siêu cũ với lại siêu mới nha. Siêu mới nó là một cái meta riêng nha, còn siêu cũ thì nó là một cái meta riêng. Ví dụ như siêu cũ người ta sẽ chơi con năm đầu UG với một con tướng khác, vì sao nó thiếu một sợi lối gác đấu, nó thiếu một sợi lối gác đấu nha mấy em nhớ nha. Ở bên ở thời điểm hiện tại là bây giờ gác đấu á mấy em, khi mà mấy em thay ra là sợi lối gác đấu mấy em bị thiếu, cho nên tụi nó chơi con Siriu hoặc con đen bóng. Hôm bữa có giải thích rồi rõ ràng nha. Còn mà nếu như mấy em chơi, tại vì sao con một sợi lối gác đấu nó sẽ là con Gwin, cho nên cái thằng kia á nó bỏ, mấy em sẽ chọn một là mấy em đi đồ hình không tóc, là chơi đồ hình không tóc luôn, là bỏ con Gwin với lại là để lấy một slot, là một slot con điên bóng vô để gia tăng khả năng chống chịu nha. Đó là ở server cũ nha, tại vì tụi nó chơi con điên bóng được. Còn server mới tụi nó vẫn chọn một slot các đấu là con Gwin, nhưng thiếu gì, thiếu một slot vũ trang là con Hellfire nó bù vô, hoặc là mấy anh em lấy thêm đam để mấy anh em chơi á. À, đó ví dụ như cái đồ hình này, ví dụ như cái đồ hình cũng xin tu cũng chơi đồ hình như thế này, sau này tương lai đi, tụi nói tương lai sau này đồ hình thấy gì. Đó, ví dụ như đồ hình này sau này tương lai đồ hình này thay gì, đồ hình này sau này khi mà ra con Gwin đi thì con Sonic này thay bằng con Gwin là bị mất một slot vũ trang được, khổ chưa. Đó, con Gwin này khi mà sau này ví dụ tôi lắp tạm đây nha, ví dụ như sau này chỗ này là con Gwin đi, ông bị mất một slot vũ trang liền, thì cái slot vũ trang nó tiếp theo là gì, ông phải thay bằng con Sam chỗ này, nó phải thay bằng con Sam chỗ này, đó thay bằng con Sam chỗ này, hoặc là con Hellfire hoặc là con chày. Bây giờ bỏ qua con chày rồi thì chỗ này bắt bắn luôn con Sam này phải là con Hellfire, hoặc là chơi hai tốc độ giống như cái thằng vua cá cha nó chơi, là nó chơi hai tốc độ, nó có lý do của nó hết. Mấy anh em hỏi ví dụ, lý do vì sao anh ơi, thằng chơi đam DOT nó rõ ràng là nó out tốc toàn server, nhưng mà tại sao nó chơi Sonic nó không chơi Gwin, tại vì sao, tại vì nó chơi, nó chỗ này là cái vai trò của nó nè, nó chỗ này là nó vai trò, chỗ này là của nó là con Buri nè, cái chỗ này của nó là con Buri, nó không chơi được con Gwin. Vì sao nó phải chơi con Buri ở đây, để nó lấy cái biến số con Buri này, nó sẽ có biến số trong PvP rất nhiều, cho nên bắt buộc nó phải chơi con Sonic, chứ nếu phải nó không có tiền nó chơi con Sonic nha. Phải đi hai tóc, cái acc này tương lai phải đi hai tóc luôn, tại vì sao, không lấy Sam không lấy chày, cho nên tương lai cái acc này bắt buộc luôn phải chơi hai tóc, tại để kích một vũ trang kích co. Trời ơi, tôi nói bạn luôn, cái bạn mà nên bạn nãy mình lên mình gây quơ, bạn nói thiệt với bạn luôn, bạn tôi là ai á, bạn chỉ là một thằng vô danh. Bạn đi coi, ok, xin vào chung, mỗi người sẽ có một cái nhận định, một cái phân tích khác nhau. Khi mà bạn tính bạn coi, tôi không phải tôi là người nhiều, nhưng mỗi một trận, mỗi một cái lý do, mỗi một con tướng nó đều có một cái vai trò, một cái kỹ năng khác nhau. Để khi mà mấy anh em vận hành, mấy anh em hiểu được cái skill của con tướng đó mà anh em muốn chơi. Tại sao bên CVC bây giờ nó toàn cho con Boros này, nó cho con Boros này đứng chung hàng với lại con King UR. Cái này nó cho Boros đứng chung hàng với King UR. Ví dụ như cái đồ hình này nè, tại sao cái đồ hình này bây giờ chơi ông Sinh Tu cũng đang chơi đồ hình này nè, ông đang vận hành cái đồ hình này luôn nè, mà lý do tại sao và là phải cho cái kiểu khác, tại sao là phải cho cái đồ hình này là full up á, tại sao không để, nhóm nhiều bạn không hỏi là tại sao, ủa tại sao anh không để con King nè, con King full up cho con MK, hoặc là con King full up con Siriu, mà tại sao con King bắt buộc phải full up con bơm, hoặc là full up con MK, không phải là sấy ác mà là ngu. Mình phải nói cho người ta hiểu, tôi làm cho nên tôi làm nội dung, đúng không? Bạn đừng có ngu, bạn cứ nghĩ nói mình đi lùa gà. Còn ví dụ như ông Peter, tôi nói ông Peter phạm ở trên đây là gì, là ông có tiền. Tôi nói luôn, ông Peter nè, tôi biết ông rồi, ngày xưa tôi quen ông, ông là một người có tiền, ông muốn đầu tư vào một cái đội hình nào đó và đam mê chơi một đội hình gì, tôi tư vấn cho ông cái lối chơi và tôi cho cách ông hiểu con tướng nào mạnh để ông lựa chọn đội hình, chứ ông phải là, ông là không phải là một người không có tiền nha. Ông Peter nên tôi biết, tôi có chơi, có các bạn Zalo với ông, tôi biết ông là một người đầu tư, ông muốn chơi con Sam thì tôi giải thích cho ông hiểu con Sam nó chơi như thế nào mạnh và phải vận hành con Sam thiệt chuẩn thì nó mới vô phơm được. Tại vì ở cái lối chơi ở server chung á, nó phân ra hai cụm, một cụm server cũ và một cụm server mới á. Cái server mới là nãy mấy em coi trên đầu là toàn Sam không à, toàn ở cụm ở dưới không có Sam đâu, cụm ở dưới liệt điệt có vài thằng Sam thôi, rất ít nha. Cho nên là khi mà mấy em theo dõi, mấy em mới theo dõi hai đầu, là một đầu từ server 1 tới server 300, rồi từ server 400 tới server 600, rồi từ server 700 đủ lên. Trời ơi, server 700, server chung nó đã có thằng 280 triệu lượt chiến rồi đó mấy anh em. Giỡn hoài nha. Nó là một cái form chuẩn để mấy anh em chơi, và đã có người đi trước rồi, chơi game đã có người đi trước rồi. Nó kêu tự nhiên kêu năm đầu bóp Sam, mà trong khi đó bên server mới người ta toàn vận hành con năm đầu với con Sam không, kêu sao năm đầu bóp Sam. Cái lối chơi đó là cái lối chơi kích nổ sụp đổ rồi, cái vai trò đó là gì, đặt vô là nó kích nổ sụp đổ, tự nhiên kêu kích nổ sụp đổ, kêu con tướng nó bóp con tướng này. Tào lao. Vô quyết đấu cân bằng đi, mẹ vô quyết đấu cân bằng, mấy ông vô gặp con Sam lại con năm đầu đi trước đi, mẹ vô nó chặt cho ba phát mà ông trắng đơ đồ hình luôn á, chứ ở đó mà ông kêu bóp con Sam vô chiếm ba tầng sụp đổ xong rồi làm cái gì,
mấy ông lấy con nào mấy ông đam vô, mà trong khi đó con Sam nó chiếm, mấy ông để con King với con Sam chung một hàng để con năm đầu nữa, hoặc là con Yuwin nó vô nó chiếm ba cái, không biết đâu cân bằng, nó nổ cái xong hết mẹ nó rồi chứ câu chuyện gì chờ mấy ông hành động. Còn cái meta nội thương này thì thôi khỏi nói luôn, cái meta này vô một lượt thôi, đi trước sóc đam một lượt là win đấy. Còn cái meta cái này nếu mà để chơi sướng á, tôi nói nếu như mà để chơi sướng nhất là meta nội thương đam là ok nhất. Vì sao người ta chọn Sigil, vì sao người ta chọn Sigil là một trong những con tướng dễ chơi, dễ sử dụng nhất, nhưng mà con Sigil này đối với tôi nó lại là TA, nó không phải là TS, tại vì con Sigil này rất cần gì, cần tinh thông, cần đồ nhiều vẻ lồn, và vì sao nữa, cần siêu kỹ. Con Sigil này mấy ông chơi Tatsumaki mấy ông không cần siêu kỹ ok, mấy ông chơi bơm mấy ông không cần siêu kỹ ok, mấy ông chơi tất cả các con khác mấy ông không có siêu kỹ bình thường, nhưng riêng con Sigil này 100% phải có siêu kỹ đủ. Mấy ông không có siêu kỹ mấy ông ra mà mấy ông chơi gạt đúng kiểu miệt thị luôn á, mấy ông như là mấy thằng mà đi ngược lại mày giống loài của xã hội vậy. Mấy con Sigil này mấy ông chỉ cần phải ít nhất ở Wagon 1 thôi ok, nhưng mà cái nhất thiết là gì, nó phải bắt buộc có siêu kỹ nha. Cái đồ hình này là cái đồ hình con Sigil lại con bơm á, là một trong những cái đồ hình đam to nhất, khủng khiếp nhất, nhưng mà khi mà mấy anh em biết chơi mấy anh em phải vận hành. Nếu nói ví dụ như con bơm đây nè, này con bơm đây nè, ai đâu mà nghĩ được cái pha này, hôm bữa test con bơm này, con bơm đi cái bộ là chí mạng, sát thương chí mạng. Tôi nói luôn, cái bộ này bữa đi thử đam, mấy anh em ai đâu mà đỡ được cái quả mà con bơm đi chí mạng, với lại sát thương chí mạng nó mạnh tới như vậy. Đúng không? Cái việc mà mấy anh em đến nổi mà người chơi lâu tới bây giờ, người chơi bên CVC luôn á, bữa cái bên CVC mà có một cái ông cũng gần 180 triệu lượt chiến á, vô làm clip quỳ này á, người ta không ngờ được là con bơm nó đi cái quả đồ sát thương chí mạng này, đam nó còn to hơn cả đi 4 món tấn công phần trăm tấn công. Ai đâu mà đỡ được, bản thân tôi mà tôi cũng bất ngờ khi mà đi cái việc mà chí mạng sát thương chí mạng này cũng bơm đam to, và nó nổ cái tổ hợp sát thương nội thương á, đam nó to gấp đôi đam bình thường so với đi 4 món tấn công luôn. Ai đâu mà đỡ được, bản thân tôi cũng không biết được cái sát thương chí mạng này chơi với con bơm này nó lại ngon như vậy được. Cho nên là khi về mấy anh em phải trải nghiệm, mấy anh em chơi đầu tiên là tìm hiểu đúng không, coi video xong mấy anh em phải thực tế, mấy anh em phải trải nghiệm trên con tướng đó thì mấy anh em mới biết được nha. Còn riêng có những con thì nó dễ quá, vì sao con Boros này làm đam chính được, đó thì nó dễ, tại vì Boros này bắn trực tiếp anh em. Còn có những con đặc biệt á, ví dụ như bơm nè, rồi Tatsumaki nè, rồi Sam nè, con năm đầu UR nè, rồi nó là những con tướng nó cơ chế đặc biệt, cho nên là khi mà mấy anh em chơi, mấy anh em tìm hiểu á, thì mấy anh em phải hiểu được cái bộ kỹ năng của nó. Ví dụ như Tatsumaki, mấy anh em đi sát thương trực tiếp đi thì mấy anh em phải build đồ như thế nào, mấy anh em đi đam DOT thể biểu đồ như thế nào. Bữa tôi hướng dẫn ví dụ như test cái đam sát thương chuẩn nè, sát thương đam DOT nè, rồi sát thương thường trên Tatsumaki thì nó sẽ ra đam như thế nào đấy. Cái đồ hình này, cái đồ hình tôi nói ông Thắng á, vì sao bữa tôi vô tôi ngồi nói ông Thắng á, ông Thắng sẽ trả giá con King 2 này, trả giá cực kỳ nhiều. Thì ông Thắng mới trả giá con King 2 này nhiều, đáng ra là con King 2 này là nếu như mà con King này, con King 1 là cái bài của ông cực kỳ mỹ miều luôn, nhưng mà cái đồ hình này chắc chắn là sẽ là đồ hình vua cá cha tương lai, sẽ hai tóc. Đồ hình này tương lai 100% luôn, chơi hai tóc, kiểu nào cũng hai tóc hết á. Thiệt. Giờ nếu như mà ra Ewin mà lấy Ewin thua tóc thì ăn hành, vừa thua tóc vừa không chết, vừa thua cấm chế luôn, kiểu nào chơi lấy Ewin. Đúng không? Là chơi giống cái đồ hình vua cá cha là đồ hình chơi hai tóc á. Vì sao phải chơi hai tóc? Tại vì chơi hai tóc sẽ có một con vũ trang để kích co. Không có một con vũ trang sẽ không kích co được, tại vì co Boros nó yêu cầu, nên nhớ nha mọi người, nên nhớ nha. Cái chỗ này là gì, Coboros yêu cầu một vũ trang nha, nên nhớ nha, hỡi hên xui. Còn tôi chơi tiếp sau nít rồi cố gắng ăn hành thôi. Đấy, nó kêu bạn lên đây bạn nghe quơ xin lỗi, ngày xưa con Sam mà tôi đã ngồi tôi like tôi nói về cái chủ đề của con Sam rồi, tôi ngại mẹ gì chủ đề của con Sam đâu. Còn mấy bạn kêu mà để hướng dẫn mà build Sam cho chuẩn á, build Sam làm sao mà để cho mạnh á, thì Sam mà không cần bút tóc nè, không cần co, thì chỉ có Minh Đức với lại Khánh Vũ là hai người có thể hướng dẫn các bạn chơi Sam không cần co, không cần bút tóc. Còn tôi là phải đầy đủ phơm, đầy đủ đồ hình đấy. Đấy không, đến nỗi ông Thắng mà còn đi sân súng, má đi sân súng làm đéo gì. Bây giờ tôi nói má cái đáng ra cái chỗ này là má tôi ngồi bữa tôi thấy con King 2 tôi ngồi tôi ấm ức rồi. Đáng nghĩ là cái chỗ này nè, đáng lẽ là cái chỗ này, cái chỗ con MK này sau này nó sẽ là con Sam. Cái độ hình này chỗ này đáng lẽ là phải cần con Sam. Mấy ông biết vì sao chỗ này cần con Sam không? Mấy ông biết vì sao cái đồ hình này nó cần con Sam không? Đây, để xếp lại cho đúng đồ hình. Mấy ông biết vì sao cái chỗ này sẽ là con Sam không? Mấy ông biết vì sao cái chỗ con MK này sẽ là con Sam không? Hoặc là tại vì sau này khi mà con ra con Gwyn á, thì chỗ này mấy ông sẽ là mất một slot vũ trang đúng không? Thì con Sam nó sẽ dừa thế một slot vũ trang, nó thay được một vị trí kích nổ nội thương của bên anh hùng. Mấy ông chơi cái đồ hình này, mấy ông đi follow anh hùng, và con Sam đi follow anh hùng ngon phải cứt.
cái chủ này đáng ra là con Sam, rồi chủ này là con Gwin, nó là chủ phơm, rồi sau này nè thay chỉ cần thay thôi, thay tóc bụp cái rồi thay con Sam vô là xong. Má tao nói thiệt á, má lấy con 92 về mà thôi kệ, hôm sau 92 chơi sướng, gặp tôi cũng lấy, nhưng mà mẹ cái quả này trả giá hơi nhiều đấy, chịu thôi đó. Đó là cái chủng phơm, mấy anh em hiểu được sự kêu con tướng chứ còn kêu mà build đam á, xin lỗi á, mày bố mày tiên bố luôn. Đủ á, meta nội thương lại con bom đam to nhất, đủ đam khác tủ lồn. Nó còn kêu lên đây mày kêu tao anh đi quơ, nói gì kênh khác anh kêu vườn, tao so sánh bên chung người ta kêu năm đầu bóp con Sam, mẹ nó. Còn mày chơi ngon về server Việt Nam chơi nè. Còn qua server mày build đam mày kiếm con nào đam to hơn con Sirius lại con bom ý. Nó còn kêu tự nhiên con năm đầu bóp con bom, trong cái đó mày tắt cả mày 32 cụm chiến cu thì hết mày 30 thằng chơi con năm đầu lại con Sam rồi. Bớt đi, đủ chơi em đi, có ạc chơi rồi tính tiếp, còn mà đừng lên múa. Trời ơi.